Welcome to SVFF, Southern Vietnamese for Foreigners. Pronunciation: Chào and Chào. Today, we will focus on the two consonants, Chào and Chào. Now listen carefully and see the difference. Chào. Chào. Chào here is similar as in chào, in like a chicken in English. But you have to know that when you pronounce this, do not let the air out of your mouth too much. It's chào, not chào. Okay? Chào, not chào. Yeah. And trà sounds in Vietnamese are somehow similar to trà as in train in English. Okay? Okay, now let's practice. Chào in words. Chó. Chạy. Chơi. Chuồng chuồng. Châu chấu. Chăm chỉ. Now let's practice chào in sentences. Chiều chiều. Đám con nít đem chong chóng chạy ra đồng chơi. Nam bước chậm chậm đến chỗ chú chuồng chuồng nhỏ. Now let's practice chờ in paragraph. Try to repeat after me. Cô Chanh, con của cậu Chính, có cái chòi cạnh chợ Củ Chi. Chòi của cổ có cây cối chen chúc. Cà chua, chuối, chanh, cam. Còn có cả chôm chôm. Cạnh cây cối có chim chóc, cá, cua, chuột. Có cả con chó. Cứ chiều chiều canh cửa cho cô. Now, one more time. Cô Chanh, con của cậu Chính, có cái chòi cạnh chợ Củ Chi. Chòi của cổ có cây cối chen chúc, cà chua, chuối, chanh, cam, còn có cả chôm chôm. Cạnh cây cối có chim chóc, cá, cua, chuột. Có cả con chó, cứ chiều chiều canh cửa cho cô. Now let's practice tre in words. Tre. Tre. Trà. Tròn. Tròn. Trang. Trẻ, trung. Trống trải. Now let's practice in sentences. Tiếng trống trường báo hiệu giờ chơi đã đến. Bầu trời giờ trong trẻo như chưa từng có cơn mưa nào trước đó. Now let's practice chờ and chờ in paragraph. Try to read after me slowly. Trăng đã lên cao, mọi người chìm trong giấc ngủ. Ngoài trời, chỉ còn một mình nó ngồi chờ đợi. Nó chờ, chờ mãi, vì trước khi đi, ba đã nói là sẽ đến đón nó. Vậy mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Chắc ba chưa làm xong việc, mà giờ trễ quá rồi. Nó tự nhủ. Nó chợt khóc. Từ xa có ánh đèn chiếu lại làm chói mắt nó. Ba tới. Quên hết mọi lo lắng. Giờ đây lòng nó tràn trề hạnh phúc. Now I will read it one more time. Are you ready? Trăng đã lên cao, mọi người chìm vào trong giấc ngủ. Ngoài trời, chỉ còn một mình nó ngồi chờ đợi. Nó chờ, chờ mãi, vì trước khi đi, ba đã nói là sẽ đến đón nó. Vậy mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Chắc là ba chưa làm xong việc,
mà giờ trễ quá rồi. Nó tự nhủ. Nó chực khóc. Từ xa có ánh đèn chiếu lại làm chói mắt nó. Ba tới. Quên hết mọi lo lắng. Giờ đây lòng nó tràn trề hạnh phúc. Next, let's try to see the difference between trẻ and chờ. Try to repeat after me, okay? Trẻ. Trẻ. Chanh. Chanh. Chai. Trai. Chú. Trú. Chà. Trà. Now let's practice. You will listen to me and fill in the missing consonants. Một. Trước lạ sao quen. Hai. Trận đấu chung kết. Ba. Trung rất thích chơi bóng chuyền. Bốn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Năm. Trời cho là trò chơi. Okay, you just comment your answer below. We will check it for you, okay? I want to show you a tongue twister that related to chờ and chờ. That is, buổi trưa ăn bưởi chua. Okay, so try to read it slowly at first and then speed it up when you get used to it. Like this, buổi trưa ăn bưởi chua, 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 buổi trưa ăn bưởi chua. See, just keep it up. Even Vietnamese people, they make mistakes. That's it for today. Hope you enjoy the lesson. If you have any questions, just feel free to ask. If you like the channel, please like, share and subscribe. That means a lot to us. And finally, tạm biệt và hẹn gặp lại. In today's lesson, we will focus on the two sounds U and Ư. Now listen. Today, we will focus on how to recognizing the three different sounds. That's all for today. Hope you enjoyed the lesson. Tạm biệt và hẹn gặp lại.